MU khởi nguyên 3, HMG Origin 3 là siêu phẩm mobile MMORPG, đưa người chơi bước vào cuộc hành trình hoành tráng đầy hiểm nguy và thử thách, sẽ được ra mắt game thủ Việt Nam trong tháng 6 này. Được phát triển trên Unreal Engine 4, tựa game 3D mới này cho phép người chơi đi sâu vào một thế giới giả tưởng huyền ảo của phương Tây, lấy bối cảnh là xứ sở MU. Câu chuyện trong game MU khởi nguyên 3 được bắt đầu từ vương thành Laurentia nằm trên đại lục kỳ tích. Một nhà thám hiểm trẻ tuổi tình cờ gia nhập quân cảnh vệ được dẫn dắt bởi chiến binh Moran sau khi cứu một thành viên khỏi sự bám đuổi của quái vật. Thông qua việc bảo vệ vương thành Laurentia khỏi những quái vật với số lượng ngày càng đông, nhà thám hiểm trẻ tuổi đó dần khám phá ra những âm mưu đen tối của vua hắc ám. Với sứ mệnh cao cả của mình, nhà thám hiểm đã từng bước phá vỡ những kế hoạch nhằm xâm chiếm thế giới hòa bình của Ma Vương, đồng thời kêu gọi thành công sự hỗ trợ đến từ tộc tinh linh, tộc người cá để chuẩn bị cho một cuộc đại chiến với đội quân ác ma. Thế giới MU giờ đây đang kêu gọi những chiến binh dũng cảm nhất cùng nhau đoàn kết bảo vệ sự hòa bình của thế giới. Tham gia vào game MU khởi nguyên 3, người chơi sẽ được lựa chọn một trong 3 class chính, có thể tùy chỉnh là kiếm, cung và pháp sư. Nhiệm vụ của người chơi là tiêu diệt kẻ thù và bảo vệ cõi phàm khỏi cuộc xâm lược của quỷ. Theo đó, game thủ MU khởi nguyên 3 sẽ được đi sâu vào một thế giới giả tưởng rộng lớn dài hơn 5 triệu m², kéo từ thành phố bí ẩn dưới biển Atlantis cho đến những ngọn núi cao chót vót của đỉnh Lasso. Bạn sẽ được tham gia vào những cuộc chiến liên server hoành tráng. Ở đó có thể đưa ra những cách phối hợp chiến thuật giữa các đồng minh để đánh chiếm các thành phố khác nhau nhằm giành phần thưởng và danh tiếng. Mỗi người chơi đều đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến kết quả của các trận chiến. MU khởi nguyên 3 còn tạo điều kiện cho người chơi tương tác, cùng nhau tham gia các đấu trường 3v3 thời gian thực, đoàn kết quét sạch đối phương bằng các kỹ năng phi thường để vượt lên hàng đầu và trở thành vua của đấu trường. Để đem vinh quang về cho bản thân và liên minh, người chơi cũng cần trang bị vũ khí, cánh, những đồng hành hỗ trợ đắc lực. Sẽ có rất nhiều phó bản cá nhân giúp người chơi tìm kiếm các vật phẩm, đồ quý hiếm, gia tăng sức mạnh cho nhân vật. Bạn sẽ nhận được các hiệu ứng lung linh của những trang bị đặc biệt bằng cách nâng cấp lên những cấp độ cao. Diện mạo của người chơi cũng thay đổi theo đó từ quyến rũ đến đáng sợ, iPhone, tất cả đều tùy thuộc vào bạn. MU khởi nguyên 3 Mobile cho phép sử dụng các tùy chỉnh sáng tạo nhân vật độc đáo và tinh tế trong từng chi tiết để tạo ra mẫu hình mà bạn thích. Bạn cũng được toàn quyền kết hợp các kỹ năng khác nhau của nhân vật để tối đa hóa sức mạnh tổng hợp. Điều chỉnh các combo riêng tùy theo từng tình huống thay đổi khi chiến đấu với người chơi, thử thách các nhiệm vụ, chiến đấu trong bàn hội. MU khởi nguyên 3 Mobile còn gây ấn tượng khi xây dựng trên nền thế giới MU 3D trên mobile cực kỳ chân thật. Các thao tác chạy, nhảy, đi bộ, bơi, bay được thể hiện một cách sống động theo góc quay 360 độ, khiến bạn hoàn toàn chìm đắm vào những trải nghiệm thế giới huyền ảo tuyệt đẹp, đầy tính cạnh tranh và hấp dẫn đến từng giây.
Siêu phẩm MMORPG trên mobile này hứa hẹn sẽ là một sản phẩm tiềm năng đáng để người chơi trông đợi trong thời gian tới. We'll be right back.